Hội phụ nữ xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh vừa ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải bằng men vi sinh. Tham gia mô hình gồm 20 thành viên, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng men vi sinh, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Các thành viên sẽ sinh hoạt theo chuyên đề định kỳ theo quý để tuyên truyền vận động, hướng dẫn chị em cách phân loại và xử lý rác thải, cách làm men vi sinh, cách sắp xếp nhà cửa vườn, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi. Hội Phụ nữ xã Khánh Thành là đơn vị được chọn làm điểm để thí điểm mô hình phân loại xử lý rác thải bằng men vi sinh bản địa để nhân rộng trong toàn tỉnh. Với chi phí khá rẻ nên mô hình này phù hợp với hộ gia đình có diện tích trồng cây ăn quả lớn để làm phân bón, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen của người dân, nhất là hội viên phụ nữ về phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để bảo vệ môi trường.